Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Dũng Vision. Đây là bản tin buổi tối của ngày 19 tháng 2 năm 2024. Thì chúng ta nhìn trên màn hình thấy là có rất là nhiều súng đỏ, tức là nó trải dài khắp chiến tuyến, nói chung là từ Kharkov, Lugan, Donetsk đến Zaporizhia. Còn phía nam Kherson và Crimea thì nói chung là ổn. Chỉ lâu lâu nếu mà có anh nào Global Hawk anh bay hoặc là anh Poseidon Reaper anh bay thì coi như lúc đấy lại có là có chuyện thôi, chứ bình thường thì là không có vấn đề gì hết. Thế thì đúng là như hồi sáng chúng ta nghiên cứu đó, tức là tôi cũng mổ xẻ cùng với các bạn, thì có một số bạn cũng là tương tác nói là sẽ đánh chỗ nọ chỗ đánh chỗ kia. Đấy thì chúng ta đây là Kupiansk, đây là chỗ Kremlin, chỗ này là Bakhmut Chasovka, chỗ này là Adipka, dưới là Marinka, dưới nữa là Novomikhailovka và chỗ này là Robotyne. Thế thì đúng như vậy thì ngày hôm nay bắt đầu Nga đã tấn công, hôm qua hôm kia đã đánh rồi nhưng ngày hôm nay đánh lại nhiều hơn. Hồi hôm qua thì chúng ta thấy là Nga đánh phía dưới này lấy cái ô này, nhưng bây giờ là chúng ta thấy là bên Nga đánh sang đã lấy được cái ô này rồi. Còn cái phía bên này thì cái ô này cũng là hôm qua thì tôi nói là Nga sẽ lấy cái chỗ này trước rồi sẽ lấy chỗ này sau. Thế thì hôm nay đánh như thế này, có khả năng là Nga sẽ đánh Robotyne và Orykhov như là hồi sáng là tôi nói đấy, là sẽ đánh trước đấy các bạn, còn các cái kia là đánh sau. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích từng cái ô một. Thì cái khu vực này là hiện nay là Nga đang đánh vào khu vực này, chúng ta thấy rõ rồi, tiếp tục đánh sang và cái chỗ này nó tiệm cận là UAV rồi, các cái chỗ này UAV bay rồi các bạn nhé. Đấy, tiếp tục đánh lên. Thì hiện nay chúng ta biết rằng là nó cái thời tiết bắt đầu nó cũng đang giao mùa. Đấy, mùa đông sang mùa xuân. Đấy, nhưng mà nó vẫn là đông. Đấy, cho nên là có tuyết và có nước, có lầy, có lộ. Thì cái vấn đề mà Ukraine oanh tạc trong khu vực này, tức là tôi nói đi bộ thôi các bạn nhé, đã khó khăn. Đấy, chỉ có một đường tiếp tế duy nhất, đó là cái đường từ Novodanilovska đi xuống. Thì chúng ta biết rồi, cái đường này đi thì Nga xưa nay là Nga quá dễ đoán. Đấy, cho nên là cứ các khúc canh, khúc cua, các ngã ba, ngã tư là cứ qua về tới đón sau là đánh. Đấy, thì có thể nói là nó sẽ bất lợi cho người Ukraine nếu mà anh hành quân vào khu vực này. Đấy, bởi vì là anh không còn đi lối nào khác, tất cả lầy lội, anh chỉ có đi được con đường nhựa thôi, đường chính này thôi. Thì đường chính này thôi thì tôi lại ông tôi ở bụi này rồi. Đấy, cho nên là hôm nay Nga đã tiếp cận được phía Tây và có thể là sẽ nhanh thôi, sẽ lấy cái xong cái robot Tina này. Cái robot Tina này thì hồi xưa tôi có vẽ có thế này các bạn, đấy, là chừng này thôi. Thì bây giờ đã lõm vào cái chỗ này, lõm vào chỗ này thì có nghĩa là Nga có khả năng là sẽ chia cắt cái này, bởi cái này nó cũng không to lắm, mà chúng ta biết là cái robot Tina chủ yếu nó có ba con đường dọc, ba con đường dọc và một số cái đường ngang, thì hầu hết các nhà đã bị tàn phá hết rồi, cho nên cũng chả có ai mà vào coi như công sự thành trì ở đây hết. Ở đây chỉ có chủ yếu là các cái giao thông hào, các cái công sự hoặc là ví dụ người ta giao thông hào, sau đó người ta làm mấy cây lên trên, xong rồi nó bắt đầu đắp đất lên giống như là để mà tránh mạnh thôi, tránh mạnh cái pháo kích thôi. Đấy, thì nếu mà cái tình hình như thế này mà Nga tiếp tục Nga đánh lên, đấy, bên Tây đánh vào, còn các cái tiếp viện thì đánh ngay từ trên đường, thì là thất thủ cái robot Tina này sẽ rất nhanh. Còn về phía Vervove này, Vervove này thì Nga cũng đang, chúng ta biết là Nga đang đánh theo hướng này, và theo tôi tự dự đoán là sẽ đánh hướng này, tại vì cái chỗ này chúng ta thấy là lồi ra đây này, lồi ra đây thì có nghĩa nó lồi ra nữa cũng được, đấy nó lồi ra đây thì nó lồi ra nữa cũng được, thì bò là sẽ lấy chỗ này rất dễ, lấy xong chỗ này cái thì lấy thì còn cái ô này sáng chúng ta nói rồi, thì Nga sẽ lấy luôn chỗ này. Thì các cái lực nào mà nếu mà còn người đang trong công sự ở đây thì Ukraine buộc phải chạy ra. Đấy. Chạy ra từ hướng giữa. Cố gắng lên trên này thì nó quá xa. Đấy. Mấy cây đấy các bạn nhé. Mấy cây. Thì còn đi trong quá trình đi này nó sẽ rất là khó. Nó chạy. Thì ở đây cũng thế. Nếu mà trong trường hợp mà Nga đánh như thế này thì họ tiếp tục họ cũng phải chạy ra. Mà chúng ta biết là cái khu vực này là UAV của Nga làm việc rất tốt. Rất hiệu quả. Chứ không như chỗ Crimea. Chỗ này là có thể là Nga rất lợi thế chỗ này. Chính vì thế cho nên người ta nói Robotyne có lẽ một vài ngày thôi là có thể giải quyết xong. Nếu giải quyết xong cái Robotyne này thì chúng ta thấy là Orykhov cũng gần thôi.
Hôm trước chúng ta nhớ là từ Orikov mà xuống chỗ dưới này là tầm khoảng 20 cây. Còn cái từ chỗ dưới này, từ cái chỗ bề ngang này thì xuống là tầm 9 cây. Này, chúng ta từ đây xuống đây là tầm 9 cây. Lên trên này khoảng 11, 11 cây nữa thì là có những cái chiều này là có những từ từ đây xuống đây là tầm khoảng 20 cây. Nôm na là như vậy. Lên lên tí là đó. Ví dụ như thế thì chúng ta mô phỏng vậy thôi thì cũng nhanh, bởi vì là chúng ta thấy là bây giờ đường là không có đi được, các cái đồn trú cũng không có, cái tiếp tế thì bị cắt bởi cái chỉ có một đường duy nhất thì có khả năng sẽ lấy cái này rất nhanh. Cái vấn đề tiếp theo nó sẽ là Orikhov, đây là nó trung tâm, coi như là tất cả các đường huyết mạch, đường mạch máu nó vào đây hết, thì chúng ta thấy cảm rất là to này, sáng tôi phân tích rồi thì chúng ta thấy là nó gần như là không có một cái chữ nào, tức là không có địa danh, tức là không có những, không có dân, không có thị trấn, không có làng mạc gì hết, mà nó chỉ có độc đạo, không phải là độc đạo, đây là song đạo, hai đường thôi duy nhất là có nghĩa là nó có đường này. Thế nên khi mà đánh trên này chúng ta sẽ nhìn các con đường thôi, con đường này chúng ta biết là lên cái chỗ màu sáng tôi vẽ khom khom xuống đây đấy, là con đường này là đi lên Zaporizhia. Thì các cái này Nga thì khi mà tiến, nếu mà tiến được Samkorotina này thì Nga cũng sẽ tiến lên Orikhov. Chả vội vàng gì, để cho đất nó khô đã. Khi mà đất nó đang ướt, nó đang bùn thì bên kia người ta tấn công kể. Thì đây bây giờ là đến khi mà Nga tấn công thì lúc đấy là có lẽ là đã là bắt đầu mùa xuân. Thì sẽ lấy cái Orikhov này. Khi Orikhov này xong rồi thì chúng ta biết là cái ruộng này nó đã khô rồi thì Nga đi kiểu gì cũng được. Chả có của cải đâu mà người ta đi rải mìn tất cả các cái mọi nơi này, chỉ có nơi nào người ta có khả năng người ta đi thôi, chứ còn nếu không thì là không đi rải ngoài ruộng như thế này thì là cái vùng đất này Nga sẽ lấy rất dễ. Hay nói cái khác là sau khi mà giải quyết xong Robotina, chúng ta cứ làm như thế này, giải quyết được xong chỗ này thì Nga sẽ giải quyết cái chỗ này, tức là cái lõm này. Rồi sau đó là giải quyết đến cái chỗ ông này. Tôi cứ làm bao hàm luôn. Đó là cái ông Orikhov. Rồi bắt đầu là lấn sang cái ông bên này. Là xong là bắt đầu lên Zaporizhia. Đấy, các bạn nhé. Đấy. Còn dưới này chúng ta biết rồi. Lukove, Miatikaki, Basilika này. Nó có chữ là Lukka. Đó. Thì cái chỗ này là nó có một cái đường đi lên. Nói chung là tôi nghĩ là Nga lập trình hết rồi. Tôi mà còn thuộc bài này thì các bạn biết là Nga biết cỡ nào. Đấy thì bây giờ tóm lại là cái gì? Robotina chỉ có mỗi một con đường từ Orikhov đi xuống đây. Đấy, tiếp tế. Bây giờ cắt tiếp tế là hết. Thế thôi. Còn cái số mà trong này thì nó không có cái thành trì, không có công sự nào hết. Thì Nga đánh rất dễ. Nga đánh rất dễ bởi vì là cứ UAV mà đi soi từng E1, sau đó là pháo kích vào thì nó xong. Bây giờ pháo kích thì Nga dư đạn. Còn UAV thì Nga bây giờ nó sản xuất hàng loạt. Còn bây giờ không kích thì là có như trên không thì Nga chiếm lĩnh rồi, chả có lý do gì mà Robotina tồn tại. Đấy, rất đơn giản. Đấy, còn Verbova thì xưa nay cũng chưa bị cái gì hết, hình như mấy sức cái móng tay móng chân ở cái chỗ một hai cái nhà ở đầu làng Tây Bắc hồi năm ngoái. Đấy, chúng ta biết là cái khu vực này là bên Ukraine đánh từ ngày 4 tháng 6 năm 2023, đánh trong 3-4 tháng gì đấy thì hết cả gần 80.000 gì đấy, đấy nôm na như vậy. Bây giờ chúng ta rời chỗ này, chúng ta đi lên trên này một chút để chúng ta biết là hiện nay Nga đang tấn công chỗ khu vực này các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta nhỏ lại đấy, thì tôi mới vẽ tới đây. Đấy, chỗ này lúc này là tôi nói vẽ cái to như này là nó này đây. Sau đó tôi vẽ tiếp là vẽ cái chỗ này. Thì hồi sáng là chúng ta nói rồi, Nga sẽ đi theo con đường này. Đây, từ Vasilivka đây đi lên trên này. Đấy, Nga phải lấy được cái chỗ này. Thực tế là bên này nó rộng thế thôi, chứ còn tôi nói là bây giờ tôi định vị mấy cái này, các bạn cứ nhìn thấy rõ lắm. Đấy, tất cả cái chỗ này các bạn thấy gần như là cả lấn ra bên này là không có một cái làng nào ở đây. Cho nên đất thì có vẻ rộng. Cho nên nhiều bạn cứ bảo sẽ đánh mấy năm cứ hẹp hẹp, có tí cái đoạn hẹp đỏ là đánh không được. Cái này thì thổi cái là con cái bay là đi tới đây thôi các bạn. Chỉ đi coi như đi xe từ sáng chiều thì tới đây, thì chúng ta chỉ là cắm cái cờ ở đây thì thành Nga còn gì đâu. Nhưng quan trọng thì cái đó là cắm cờ vào đây, cái là bay phấp phới thì cái gì đâu. Bạn nhá, đấy, cắm cờ như thế. Thế thì chủ yếu là tôi đang nói chỗ vàng vàng này. Thì từ chỗ này là chúng ta thấy là có hai con đường.
là đi lên Zaporizhia. Nói chung là phải làm thịt cái anh Zaporizhia này thì mới nói chuyện. Đấy, bởi vì anh này anh là đại bản doanh, anh quá lớn rồi. Đấy. Khi mà anh này đã xong rồi á, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã ba thành phố, ba thủ đô của ba tỉnh, ba thủ phủ của ba tỉnh, Lugan của Lugan, Donetsk của Donetsk, rồi Zaporizhia của Zaporizhia, rồi đến Kherson. Tức là đây thủ phủ nó cùng tên luôn với tỉnh các bạn nhé. Thì là sau khi xong cái anh này rồi thì là 3/4, tức là ba thủ phủ đã về lại rồi, thì còn một anh nữa cuối cùng là Kherson. Thì tất cả hiện nay dân, nhất là chỗ Pakrovka, Pakrovsk là các bạn biết không, là hiện nay là dân là người ta đang chờ Nga đến. Bởi vì ngột ngạt quá, sống không biết bao nhiêu năm như thế này người ta không chịu nổi. Đây là tỉnh khác, còn Pakrovsk kia là khác đấy các bạn nhé. Tất cả các cái này nó đều là cái gọi là cái tụ điểm hết. Đấy, bây giờ chúng ta đến cái chỗ Kherson này, Arika, Arika này thì tên Pakrov này là Pakrov khác các bạn nhé. Hiện nay dân tức là chính quyền, những cái cấp chính quyền ở đây Pakrovsk cũng như là Selidove, nói các bạn là Selidove lại tiếp tục ăn quả Iskander ngày hôm nay này các bạn nhé. Tức là lại một cái tòa nhà nào đó mà của cái đám chắc rút chạy lại về, nhưng mà không ở cái phận cái chủ cũ thì đánh nát rồi, thế là tiếp tục lại bay. Thì ngày mai khi nào chúng ta nghe các cái truyền thông phương Tây cũng như là truyền thông của Ukraine là toáng lên là bắt đầu là lại chết rất nhiều đây. Thì hiện nay hai cái thành phố này là các cái nó gọi là gì, nó gọi là các cấp chính quyền các cấp, Việt Nam nói là chính quyền các cấp đang bỏ chạy các bạn nhé. Thôi tớ không làm nữa, không ấy nữa, thì là đang bỏ chạy. Còn dân ở đây thì người ta cũng đang rất là chờ đón Nga. Có rất nhiều người phỏng vấn mà chúng tôi chờ quân Nga đến cho yên, tôi chứ còn bây giờ. Còn nếu còn Ukraine ở đây thì là còn, mà chúng ta biết là cái khu vực này là khu vực của Nga, người Nga rất nhiều. Donbass, Kuzmat, rồi Lugan, Kherson, cửa rừng, kể cả Odessa, Mykolaiv, rồi những là thậm chí là Kharkov, rồi Kiev, Chernihiv, Sumy, nói chung là người Nga cả. Đấy. Hầu hết là người Nga, và bây giờ người ta không cho họ nói tiếng Nga ra công cộng. Dạ, tôi nói là rất là bực mình. Rồi thế còn bây giờ đến cái chỗ Novomykhailovka này thì thực tế là cũng Nga cũng chưa đánh, có thể nói là gì, đánh nhưng mà chưa xong. Thì có thể nói rằng là cái mùa đông là Nga đã tập trung hai cái thành phố lớn, hai ba điểm lớn, đó chính là Arika và Marika thì thắng rồi. Thì còn các cái nhỏ như Ivanovska và Chasovka thì đang đánh, nói chung cũng chưa thật lòng đánh, chưa miệt mài, chưa gọi là chưa căng sức ra đánh, tức là đánh dẫn chơi dẫn mặt cái đã thế thôi. Và Novomykhailovka cũng vậy, còn Robotina cũng dẫn mặt thôi, nhưng mà tôi nghĩ là lần này thì làm luôn vạ luôn, chứ còn bởi vì là cái xong rồi, Arika xong rồi. Như chúng ta nói là đã nói đi nói lại, cái Arika cái thắng lợi lớn nhất đó là đánh bại về các bạn về vấn đề tinh thần, không chỉ là tại Arika mà hiện nay tinh thần của tất cả các đơn vị của Ukraine tại trên toàn chiến tuyến, cũng như là các cái giới lãnh đạo quân sự và kể cả dân và các chính quyền Zelensky hiện nay rất là nao núng. Nó có thể nó đánh giáng vào đỏ rất mạnh vào các cái tướng của các nước phương Tây, là họ không tin tưởng quân đội nữa. Đấy, gần như không tin tưởng. Bây giờ bảo cung cấp hỗ trợ viện trợ, chỉ cần bây giờ bảo tin không là không, có thắng không không thắng, tấn công được không tấn công không được, phòng thủ được không phòng thủ không được, thì còn gì. Thì bây giờ cái căng sức ra bên kia là có những không chịu làm ăn gì hết, bây giờ tự nhiên chuyển đổi hết các cái nhà máy của bên phương Tây, bên châu Âu là chuyển sang quốc phòng. Tự nhiên là hôm nay các bạn đang làm xe, làm cộ, làm máy, làm bác, bây giờ chuyển sang hết đạn, vỏ đạn, rồi những là vũ khí, xe tăng, đủ thứ. Bây giờ thanh lý hết rồi, ba cái đồ cũ là bán hết rồi, bán lấy tiền tươi tắp thật. Đấy, tiền là mấy trăm tỷ đó các bạn biết rồi, mà cái đồ về đây là đâu có xài được bao nhiêu đâu. Đấy. Nhưng chỉ có trong sắp tới đây sẽ có một cái đợt, tức là hỗ trợ mà nguy hiểm nhất, đó chính là một là tên lửa tầm xa trò rớt là 500 km, hai là M16. Thì cả hai cái đối tượng này, hai cái loại vũ khí đài này thì đều có thể là đưa vào mấy cái anh liều này, là nó sẽ là tấn công sâu vào Nga. Cái loại 500 km thì nó sẽ tấn công sâu vào Nga, mà cái điều đó đều rất là mệt. Ngoài ra thì phương Tây cũng đang hứa là 1 triệu cái thiết bị không người lái, mà không người lái này thì anh bay biết rồi,
thậm chí bây giờ nó lảng vảng ở trên mấy cái máy bay của bên đây rồi nó thả xuống đấy, về tức là máy bay không người lái thả xuống, hoặc là chỗ Estonia này nó quá gần Saint Petersburg đây, là coi như là này mấy cây số là mấy chục cây là để rồi thì nó đến đây nó thả, chứ việc đất gì nó phải thả từ 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 dưới này nó bay bay lên trên này thì cho nó mệt. Ông Moscow thì nó thả ngay thì từ cái chỗ ông này bay qua thôi, chứ chứ ở đây là chỗ ông Latvia tới Moscow để chứ việc gì nó phải dưới này bay lên làm chi cho xa. Đấy. Ông xem cho Petersburg thì ở đây nó bay tới đây chứ việc gì mà ông phải là bay từ đây đến đây cho nó xa. Đấy. Cho nên là gặp cái máu liều như Zelensky mà có những hút thì chị đã lên rồi, anh ngáo lên rồi thì pha người ta là chơi cả điện Kremlin là các bạn biết rồi, trong khi là cạnh nhà thờ nhà chùa chiền nó kia là chúng ta nói sáng là coi như là phải né hết ra, phải chừa ra có những cái để mà chừa ra. Thì cho nên cái buổi tối hiện nay là chúng ta biết là trong cái kênh của tôi là cái video thứ ba trong ngày là phát lúc 22 giờ, lâu lâu muộn là 23 giờ là câu chuyện thế giới, nói chuyện thế giới qua quả địa cầu đó. Thì tôi cái phần thứ hai, phần sau của cái nói chuyện thế giới là tôi nói về di sản. Thì nếu mà không giữ các cái di sản đấy từ cả hàng ngàn năm, hàng trăm năm này, hàng chục năm này thì bây giờ chỉ làm gì còn. Chứ cứ bây giờ cứ để cho anh Zelensky anh phang thì anh phang một lúc thì hết đấy. Anh phang một lúc thì không hết rồi, anh cũng đưa Moscow có những san phẳng luôn rồi, những cái điện thờ chùa chiền đó kia các bạn biết Moscow là coi như là Đức nó phát xít cỡ đó mà còn Moscow còn nguyên. Đấy. Giờ tàu điện ngầm hay là đó, tất cả các cái công trình nổi chìm gì nó còn, thì nó đánh cho nó còn phải là bây giờ đánh là đánh quân đội chứ không đánh gì cái những cái di sản của tức là của loài người. Đấy. Đấy là thiếu văn hóa. Rồi chúng ta bây giờ đi lên cái chỗ Chasuja, đây chỗ Novo, chúng ta đi từ nãy giờ rồi, Robotina rồi, chúng ta đi chỗ Novo Mikhailovska, cả như cũng bây giờ vừa đánh trận chơi. Đấy, cái này cũng thấy chúng ta biết hồi sáng là nói là khi mà đánh là đánh đến tới đây này đấy, mình có một chạy đấy thì chúng ta nói là nói sau. Đấy, bây giờ cũng chắc chưa đâu. Đấy, còn Marinka thì cũng có vận động lên một chút. Thì hôm trước mà có một cái thành trì này mà đánh mãi không được thì các bạn, đấy là cái thành trì đấy. Đấy. Ở đây mà có như đánh mãi không được. Thì bây giờ cứ bảo là thôi là cứ đánh lên trên này, đánh lên trên này, bọc qua cái sân này, đánh cái Krasnogorovka. Đấy, Krasnogorovka đây. Thì đây nó thành trì đại tướng nó như thế này thôi phải dễ. Cái này muốn đánh là đúng là phải đánh như vậy thật, nhưng mà hiện nay là đang bật Adika quá thôi, chứ còn như mà Nga là Nga phải đánh lên như thế là đúng. Đấy, Adika bọc lên đấy. Ông này chỗ này là cái Adika xong rồi đấy, hôm trước tôi vẽ lại là bắt đầu đánh chỗ Nevesca đây, có khẩu súng đây đang đánh xong. Nevesca sẽ đánh Nga đó, thì cái anh này anh nằm chữa đây là anh chết này, anh xóa sổ này đó. Nó là Nga là chơi vòng kim mà. Cái này to à, to rồi cái nào đấy to cũng coi như là Adika cái thành trì nó thế, thì cái chỗ này trước ra nói rồi nằm trơ trọi này, anh đánh cho cả bốn hướng luôn, tiếp tế ở đâu có một con đường này, một con đường duy nhất, còn các cái đường dưới Marinka lên thì anh chặt rồi, anh chặt Marinka rồi, anh chặt trên này rồi, còn mỗi cái chỗ mà Selidova đâu, đây Selidova này các bạn, đây con đường này xuống này có con đường này thì làm chi chặt con đường này là xong. Em này là cứ gom cho đủ vào. Tôi cũng quên nói lúc nãy cái chỗ mà Robotina đấy. Đấy, thực tế vào đánh lớn có gì đâu đánh lớn. Nó có lẹt xẹt bục hai cái xe chở xuống cái là múc hết. Chứ còn đâu nữa mà chở lớn. Nếu mà đánh cho nó to ấy, thì ở đây tập trung cho nhiều vào. Đấy, mà Nga cứ giỡn giỡn vui vui khi nào tới đông ấy, là cái gọi là cái gì đấy. Cợt nhả đấy, xong cái là tới cho đông rồi nó vui là bắt đầu làm bom lật. Cái chỗ này đánh nó chưa vui đấy, cái nào nó vui vui như là cái bây giờ nó chạy tán loạn như thế này, coi như là bên phương Tây cũng tới khiếp luôn. Bây giờ thằng thì chạy được, thằng thì bị bỏ rơi đấy. Thằng mà thương binh bị bỏ rơi không nói rồi đấy. Rồi những cái thằng chạy được, thằng nào chạy được thì cứ chạy đấy. Thằng nào bị kẹt lại thì cứ kẹt đấy. Nó là như thế, tức là nó hỗn hỗn mang trong cái cơn hỗn mang, thì chính vì thế cho nó sẽ rất là loạn lạc, rất là lung lạc về mặt ý chí. Cái thằng bị bỏ rơi mà cho nó phỏng vấn nó nói thì nó gào nó dở lắm nhỉ. Rồi cái thằng mà coi như là coi như là bị kẹt lại, coi như là không ai tới cứu hết thì nó chửi thì cũng dở lắm nhỉ. Rồi cái thằng đang chạy cái là bị bắn, thằng chết thì không nói được rồi. Cái thằng bắn nó gãy thì coi cũng nằm ở đấy thì thôi tao lo tao chạy, chứ bây giờ tao được vác bay nữa thì có mà các bạn biết là đường đi nó lún cỡ đó. Cho cái chân này xuống trụ được rồi, bắt đầu nhấc cái chân kia lên, nhấc từ từ chứ thì nó lại rơi cho ủng ra.
Đấy, nhất từ từ được ổn lên, các bạn đạp cái xuống cái là lún xuống cái là bắt lại rút cái chân này lên chạy thế cái khổ nạn đấy. Rồi từ bây giờ cứ để mấy cái anh đấy bà tiếp tục đi lại vào cái thành trì khác đấy, và chủ Krasnogorovka này ngồi chờ anh làm sao được, bây giờ tinh thần xuống thấp lắm, cho nên là bây giờ là Kiev là bây giờ nó đang trừng phạt cái lữ đoàn ba chủ yếu là Azov đấy. Thì Azov là coi như là còn tinh nhuệ nhất, coi như là được chiến nhất, máu nhất, thiện chiến nhất, coi như là coi như là tung đà, là coi như là sau phim coi như là đánh, coi như chia ra đánh vừa nát, nó thành ra lữ đoàn bây giờ nó chia ra làm ba, một số thì chết, một số thì bị bắt, còn một số thì chạy. Tinh nhuệ rồi chỗ cha xuất ra, cha xuất ra đây thì lại cũng chưa, các bạn thấy rất là nguội lại, hôm nay cũng thấy cũng không không kích, không pháo kích, không đánh bom, chỉ mỗi cái chỗ Ivanovka này thì hiện nay là Nga đã đứng phía trong này rồi, cái này nó không thể hiện được, nhưng mà tôi thấy là Nga đứng chỗ này rồi này, đứng trong cái đường này rồi, đây là đường gì đây, Skidina, Sutrik, Sarova, Sarova, đây đứng ở trong chỗ này này, đúng là cái chỗ rừng rừng này anh nên nấp ở trong này, tức là trong phố rồi các bạn, đến phố ngoài phố này, của đại đường. Thì trên này là áp sát xuống rồi, thì hôm trước thì chúng ta thấy là đánh mãi cái khu vực phía này, mãi mãi rồi cuối cùng là bây giờ xuống được. Thì cái chỗ này cũng là đang nuôi thôi các bạn nhé, nó chưa vui, nó chưa đông, nó chưa đông thì nó chưa vui. Rồi có nhiều đánh cái ngã tư này này, rồi bắt đầu đánh sang cái chỗ mà nghĩa trang này, rừng rừng bối già này, rừng tiếp rồi rừng kề bối già này, thì bây giờ là xuống tới đây rồi, thậm chí là chỗ Kromova là xuống luôn chứ chả phải nghĩ phải từ đây xuống. Đấy. Bây giờ là đánh luôn còn cái đường này hồi xưa mìn nhiều này, bây giờ rất sợ vào luôn rồi. Còn cái lỗ chỗ lúc nãy tôi vẽ là chỗ này, thì cái này cũng nói chung là xin lỗi là 30 giây. Vấn đề là chắc là chưa chưa đông, cho nên là chưa chưa bỏng. Rồi thế là cái chỗ mà này cũng chưa vui, có lẽ chưa vui lắm. Nhưng mà tôi thấy lần trước là hơi lọng mà lãng ở đây, nhưng mà cái này là hơi đều đều đây. Trước là tôi thấy là nó lãng lãng kiểu này, thì cũng có đánh nhưng mà đánh nó không được như lãng lãng này. Còn trước đây thì nó chỉ có tới đây thôi. Xong bây giờ lại lên thêm miếng này, thêm miếng này, bây giờ thêm miếng này, tức là bây giờ nó gần bằng đây rồi, ngon rồi, ngon rồi. Đúng ra cái hồi đấy tưởng cái này ra đây cơ, nhưng mà chắc chỗ này cũng ra được, cũng ra đây. Thì ta thì đi thì mấy lắm, cộng mấy một hai cây nhìn thấy nhau rồi, nhìn thấy chỗ nó đang tắm ở trong này nữa. Còn cái chỗ này là ra Ristina thì thẳng đây là ra Liman rồi. Cái này khả năng chưa đâm chưa vui thôi các bạn thôi. Đấy, đúng Liman đây. Đánh xong cái này là qua đây thôi. Còn anh Kupian, Kupian thì hiện nay là theo cái phương Tây nó nói là Nga đã tập trung lên 110. Đấy, 110. Còn cái chỗ dưới này là 40, bây giờ thêm 20 điều xuống nữa là 60. 60 là có thể làm nộm cái chỗ mà lúc nãy là Rukutina, Orikov và Zidika đi lên Kamianka đấy. Đây là cái chỗ này, thì tóm lại là theo tôi là thế này, mùa xuân ông này ông giải quyết nốt đi nha, giải quyết nốt chỗ này, Novogrodska ông giải quyết hết cùng với Marinka cũng như là Krasnogorovka và cũng như là coi như cái cha xuất ra Ivanovka. Còn mùa hè là giải quyết Kupian. Đấy, ok chưa, mùa hè ông giải quyết Kupian cho tôi. Đấy, thì riêng cái vấn đề cái chỗ mà cha xuất ra này là để nó tương tác cái chỗ nào, tương tác với đây, chúng ta xuất ra bắt bút là ông đánh xuống đây, là ông lo đánh đây, là nó lo đỡ, nó sợ đánh đây mà chưa, ở đây chưa đánh các bạn nhé. Cái này chắc mùa hè đánh cùng Kupian luôn. Là cái chỗ này ông Adika xong rồi ông lên, thế là ông sẽ cô đọng cái ông này lại, cô đặt cái ông này lại, Konstantinovka rất nhiều đường vào. Đấy. Cái này cái khả năng là tôi cho là mùa xuân thì có khả năng mùa xuân, tại mùa xuân là chưa tới mà 3-4 năm. Đấy, thì còn cái ông này thì có lẽ là mùa hè. Trên này có một ông Slavian ông nằm đây nữa. Đấy, còn cái ông Ruskovka này, Ruskovka này, ba cái ông này thì làm một lần luôn. Đấy, làm một lần ba ông này thì với điều kiện là mùa xuân là ông phải giải quyết cho tôi cái vụ này, ông phải ra đây cái. Còn cái ông này cũng mùa xuân sau khi làm xong rồi là bắt đầu đánh lên. Ông này đánh xuống, bò cái ông này lại, bò cái ông này lại. Là nó như mùa hè là như vậy.
Còn Kubian cũng thế, Kubian là xương sầu lắm, nhưng mà có 110, cũng chưa biết được, nhưng mà nói chung là đang dương đông kích tây. Còn cái khu vực mà Pakrovsk cũng như Sledova và Kurakova là cái chỗ cái hồ này thì tôi nghĩ là cũng làm cục cục này thì cũng là nếu nhanh cũng 1 tuần đến tháng 4, tháng 5. Bởi vì sau sau khi bầu cử của Nga xong thì tôi nghĩ là nó sẽ cỗ máy nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Còn cái chỗ Adipka vừa rồi nó vì nó trì trệ quá, là nó đau đầu quá, nó nhiều nhiều chiêu nhiều thức quá, cho nên khi mà đánh xong thì bây giờ nó xả hơi ra được, nó xì đây, nó gọi là nó thoải mái rồi, thì là lúc đấy là nó chứ trước đây nó càng quá vậy thôi. Thì đánh đấm thì cũng chả có gì ghê gớm lắm. Rồi hiện nay thì chúng ta biết là cái thống kê dân số của bên Ukraine là người ta nói là cái số mà nam giới, số dân thì nam giới hiện nay 11% là đang đi lính, còn số những người lính mà bây giờ đã bị thương binh, tức là bị loại khỏi bàn chiến đấu là 13%, tức là những người mà không chiến đấu được, nam giới những người không chiến đấu được thì nhiều hơn số người đang chiến đấu, tức là anh 13% và anh kia là 11%, tức là hơn 2%. Còn hiện nay thì chúng ta biết rằng đây là người ta cũng đang cự nhau, ông Syrky hiện nay bắt đầu có những cái câu hỏi khó, câu hỏi mát mẻ đối với chính quyền, kể cả đối với Zelensky, cho dù ông là cái người gọi là ân nhân đưa ông lên thì nó cũng bây giờ bắt đầu hỏi khó rồi, bởi vì anh cũng bí rồi. Bảo hồi xưa Zelensky thì nó bảo rút thì ông là không cho, thì bây giờ bảo rút thì ông lại cho. Đấy, nó là như vậy. Thế bây giờ Zelensky mà nhưng mà ta bảo rút nhưng mà phải rút cho nên mà không phải bảo toàn được chứ, còn bây giờ là buồn quá mới rút, thì bây giờ là cái việc đấy việc của mày, bảo là không được chứ ông bảo là phải tử thủ, bây giờ tôi tử thủ đến lúc rút là phải rút, thì chứ còn bây giờ mà rút mà có kế hoạch mà thì trước thì làm sao được, nó khó. Thì bây giờ đang cãi nhau đấy mọi người. Hôm nay thì Moscow bắt giữ được một chiếc xe là có chứa chất nổ và người ta đã vô hiệu hóa cái xe này. Còn hiện nay thì chúng ta biết là Mỹ đã đưa cho cung cấp cho Ukraine các cái loại vũ khí hóa học rồi, trong đó có những cái loại gây bỏng, gây nổ và tức là ném từ trên các cái UAV và FPV xuống, đặc biệt là khu vực Lima và khu vực Kupian. Rồi hiện nay thì chúng ta biết rằng đây là ông Syrky là bố và mẹ và em trai thì đều ở bên bên Nga, ở thành phố Vladimir. Thì ông ấy trước đây ông là đại tá, còn bà là coi như là nằm trong cái đoàn văn công của như Việt Nam gọi là tổng cục chính trị đó, nhưng mà nó là cũng dạng là của quân đội. Thì ông này thì ông học ở Moscow, thì ông cũng đã khi mà ông nhận bằng đại học Syrky á, ông nhận bằng đại học là ông cũng bằng sĩ quan, nên là anh cũng duyệt binh qua lăng Lenin, cũng tuyên thệ đủ thứ hết. Lúc đấy là anh tốt nghiệp anh trung úy, thì nói chung là tuyên thệ hết, nhưng mà đến năm 93 bắt đầu là điều sang bên này. Sang bên này thì bây giờ anh được phục vụ cho quân đội bên này, anh chống lại. Thì khi mà anh lên được cái đại tướng, lên tổng tư lệnh quân đội, thì người ta phỏng vấn ông bố, thì ông bố bảo ông chả có cảm giác gì, nhiều khi nó đang thì tức thêm mà. Đấy, nhưng mà thì nói thật là bây giờ cha con là nó bình thường, nó hai bên chiến tuyến là bình thường, mà bây giờ thì ông này về hưu rồi, hoặc là anh em hai bên chiến tuyến là cái chuyện bình thường thôi. Thì tóm lại người ta tổng kết là cái mùa đông coi như sắp qua rồi, coi như đến cứ cho là tháng sau và đầu giữa tháng 3 coi như là hết đi, đúng ra nó hết tháng 3 đấy các bạn. Thì mùa đông là Nga là có chiến thắng, là tức là hơn mày là hồi hè năm ngoái mày thua mày không thắng kiểu như vậy. Rồi tổng kết lại thì được hai thành phố lớn và một số các thì bây giờ chỗ nào nhát hết để cho nó căng hết cả ra. Còn mấy anh ở Kerinki bên Mãn Ngạn với bên Hữu Ngạn tôi chào tạm biệt rồi, bây giờ bảo qua nó không dám qua nữa. Đấy, thì có một số cái thông tin trao đổi với các bạn vậy thôi. Chứ ngoài ra thì cái hội nghị tại Munchen xong và các cái tài trợ thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà tuy nhiên thì người ta vẫn gọi là cứ nhấp nhả vậy thôi, chứ còn bây giờ cắt thì không cắt được, mà nhiều thì không nhiều được. Và bên Mỹ thì coi như là người ta, cái Đảng Cộng Hòa thì hôm qua tôi trong cái bản tin trước tôi có nói là nghỉ ngơi, bên đấy là cái trò nghỉ ngơi các bạn nhé,
thì nghỉ ngơi, thì còn bây giờ bên Ukraine thì ngồi đợi, mà đợi thì nó nghỉ ngơi xong rồi có phải nó ra nó ký nó còn ngồi đợi đấy, cho nên là tình hình hiện nay nó rất là mệt. Bây giờ chúng ta hãy nói về cha mẹ của Syrky. Thì chúng ta biết là ngay sau khi Zelensky bổ nhiệm ông Alexander Syrky làm tổng tư lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine, thì cái thông tin chi tiết về người thân của ông sống ở Nga cũng bắt đầu xuất hiện trên Internet. Thì từ các cái nguồn mở thì người ta cho biết rằng những người thân nhất của tổng tư lệnh sống ở vùng Vladimir, cha, mẹ và anh trai được cho là không thực sự chia sẻ quan điểm với quân đội Ukraine. Và theo dữ liệu không chính thức thì họ rất kinh hoàng trước những cái sự kiện mới xảy ra. Hơn nữa thì ngay sau khi mà Syrky nhậm chức tổng tư lệnh, sự đàn áp tự nhiên đối với cha mẹ đã nghỉ hưu của ông trên Internet. Điều đáng chú ý là cha của ông là lãnh đạo quân sự của Ukraine, Syrky, đã từng là đại tá của quân đội Liên Xô. Và hiện rõ ràng là ông không hài lòng với việc con trai của mình trở thành người như thế nào. Cha mẹ của Syrky thì cũng tham gia vào trung đoàn bất tử từ năm này sang năm khác. Bà Ludmila Syrkaya, 82 tuổi, là một người hưu trí, trước đây đã hát trong cái dàn hợp xướng, bây giờ thì đang chăm sóc ngôi nhà nông thôn của mình và tích cực duy trì một trang trên mạng xã hội.